hộp vali của mình để quét để bảo vệ lớp bảo vệ tranh nhé. Sau khi các bạn vẽ xong thì con dùng hai loại này, đây là có loại bình dân thôi để các bạn mua có loại bóng và loại mờ, thì các bạn thích dùng loại nào thì các bạn bôi vào. Hiện tại thì bây giờ hôm nay thì mình sẽ quét một bức để bảo vệ một lớp tranh, thì các bạn đổ ra một cái lắp hay một cái bát nhé. Đây mình có bát, mình đổ ra cái lắp nhé. Nó có sạch này được đấy. Thì bạn dùng thì dùng cái bàn chải nó mềm bằng nhựa sợi hơi mềm mềm như này này đấy, đừng mềm quá. Lông sợi có tông như này này đấy, cái bản nó to một chút, tùy yêu tranh, nếu tranh của bạn to thì dùng cái bản nó to một chút đấy. Mình vừa đấy mình quét một lớp rồi, bây giờ thì mình đang hong khô đấy. Mình hong khô đi một lớp trước, sau đó mình đợi khoảng 10 phút sau cho nó cái lớp đầu tiên nó khô ấy, thì mình sẽ tiếp tục mình quét lớp thứ hai. Mình bảo vệ nhiều lớp như thế thì sẽ tranh nó sẽ độ bền của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Đây là cái bước trước khi các bạn vẽ. Bình thường thì cái tranh cái toan các bạn mua thì nó có một cái lớp gesso sẵn màu trắng như này rồi ở trên này này đó, ở trên này. Nhưng mà mình thì mình vẫn quét thêm một lớp màu xanh, cái màu của mình quét một lớp nền lên phủ lên tiếp. Thường thường là mình sẽ quét một hoặc hai lớp để cho cái bề mặt lớp bề mặt tranh ấy nó sẽ dày hơn thì nó sẽ bảo vệ tranh tốt hơn mà nó sẽ không bị ẩm mốc. Nhưng mình thì mình rất cẩn thận nên tranh mình rất tỉ mỉ, như cái chassis này này đấy, bình thường mua ở ngoài thị trường ấy nó cái gỗ của nó làm không tốt đâu, nó không có một cái lớp phủ để chống mối mọt. Cái này cái gỗ mà các bạn dùng mua ở ngoài thị trường ấy, cái tiền thường thường nó là những loại gỗ mà nó đã qua sử dụng rồi, chất lượng của nó rất là thấp, rất là bẹp. Nhưng mình thì mình mua và mình chọn kỹ lưỡng, chọn rất cẩn thận kỹ lưỡng từng cái chassis một, xong mình về mình tự bắn, mình tự bắn một cái toan. Nhưng cái toan mình tại mình thì cũng ở một cấp độ dân nên mình cũng mua cái loại toan như các bạn nhìn này, cái vải canvas của nó rất dày và chắc chắn. Mình về mình tự bắn đó, xong rồi mình mù phủ lên một lớp màu nữa, một hoặc lớp màu đó. Đây là bây giờ mình chuẩn bị vẽ bức sen này đây, bức tranh sen. Đây là một ý tưởng nữa của mình, các bạn hãy đợi xem ý tưởng này của mình nhá. Đó, thì bây giờ mình đợi cái bức kia nó khô rồi. Bức này thì mình mới bán, vừa mới bán xong, nhưng mà mình đang triển lãm, mới mở triển lãm, chuẩn bị mở triển lãm nên là mình muốn xin chị ấy giữ lại, mình mở triển lãm xong thì mình sẽ giao tranh cho chị ấy. Đó, đây cũng là một trong những bức mà mình rất là tâm đắc. Ok, bây giờ mình tiếp tục mình quét thêm lớp thứ hai nhé để bảo vệ nó.